chào quý vị và các bạn, đây là chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của kênh YouTube Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. Jordan cho mượn không phận, hai tàu khu trục Mỹ bắn hạ tên lửa Iran. Jordan cho phép Mỹ sử dụng không phận để bắn hạ tên lửa Iran đang nhắm mục tiêu về phía Israel. Thông tin trên vừa được các quan chức cấp cao của Mỹ và một quan chức cấp cao của Jordan nói với NBC News. Không chỉ cho phép Mỹ sử dụng không phận để bắn hạ tên lửa Iran, vị quan chức Jordan còn nói rõ rằng họ cũng sẽ làm điều tương tự đối với bất kỳ tên lửa nào khác bay qua không phận Jordan. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Pat Ryder cho biết tàu khu trục USS Bill Curley và USS Cole của Hải quân Mỹ đã bắn khoảng 10 tên lửa đánh chặn các tên lửa đạn đạo Iran nhắm vào Israel hôm 1 tháng 10. Không rõ chính xác có bao nhiêu tên lửa Iran đã bị Mỹ và các đồng minh bắn hạ. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jack Sullivan cho biết, quân đội Mỹ đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng phòng vệ Israel IDF để giúp bảo vệ nước này khỏi cuộc tấn công của Iran. Các tàu khu trục hạm của Hải quân Mỹ đã tham gia cùng các đơn vị phòng không của Israel trong việc bắn hạ tên lửa đang bay tới Israel. Chúng tôi vẫn chưa biết bất kỳ thiệt hại nào từ phía Israel, ông Sullivan chia sẻ với truyền thông và thêm rằng cuộc tấn công của Iran có vẻ không hiệu quả và đã bị đánh bại. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy 6 tháng lực lượng Mỹ ra tay tương trợ đồng minh Israel trong việc bắn hạ tên lửa và UAV Iran đang bay tới. Hành động của Mỹ diễn ra khi Iran phóng khoảng 180 tên lửa vào các mục tiêu ở Israel. Quân đội Israel cho biết họ đã đánh chặn một số lượng lớn tên lửa Iran khi dân thường tìm nơi trú ẩn. Tehran cho biết cuộc tấn công bằng tên lửa vào Israel là để trả đũa cho vụ tập kích hạ sát các lãnh đạo cấp cao của Hamas ở dải Gaza và Hezbollah ở Lebanon. Iran đã thề sẽ trả đũa Israel sau khi thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát tại Tehran hồi tháng 7. Israel cũng đã nhắm mục tiêu vào Hezbollah do Iran hậu thuẫn và hạ sát thủ lĩnh Hassan Nasrallah trong một cuộc không kích ở Beirut hôm 27 tháng 9. Vụ ám sát thủ lĩnh Hezbollah chỉ diễn ra vài ngày trước khi Israel bắt đầu một chiến dịch trên bộ có giới hạn bên trong Lebanon, làm dấy lên lo ngại rằng xung đột kéo dài cả năm ở Trung Đông có thể leo thang, có khả năng kéo Mỹ và Iran vào cuộc. Iran không kích Israel, chứng khoán giảm mạnh, giá dầu bật tăng. Giá dầu thế giới tăng vào sáng 2 tháng 10 sau khi Iran bắn một loạt tên lửa đạn đạo vào Israel để trả đũa chiến dịch của Israel chống lại Hezbollah tại Lebanon. Giá dầu Brent được giao dịch quanh ưỡng 74,33 đô la một thùng vào sáng 2 tháng 10 giờ Việt Nam, trong khi giá dầu WTI dao động quanh ưỡng 70,68 đô la một thùng. Ông Clay Sagel, chiến lược gia về rủi ro chính trị độc lập, nhận định Israel sẽ không ngần ngại mở rộng cuộc tấn công quân sự để đáp trả trực tiếp vào Iran và tài sản dầu mỏ của Iran rất có thể nằm trong danh sách mục tiêu. Ông Sagel cho biết một cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở sản xuất hoặc xuất khẩu dầu của Iran có thể gây ra sự gián đoạn đáng kể, có khả năng lên tới hơn 1 triệu thùng mỗi ngày. Ông Tamas Vaga, nhà phân tích tại PVM, công ty môi giới và tư vấn thuộc công ty dịch vụ tài chính TPICAP, Anh, cảnh báo, trong trường hợp leo thang, các lực lượng ủy nhiệm của Iran, lực lượng Houthi và lực lượng bán quân sự Iraq có thể tấn công vào các nhà sản xuất dầu mỏ Trung Đông, cụ thể là Ả Rập Saudi. Hiện tại, có một nỗi lo thực sự rằng nguồn cung dầu sẽ bị ảnh hưởng, giao dịch sẽ căng thẳng và bất ổn, cho đến khi bức tranh trở nên rõ ràng hơn. Trong khi đó, S&P Global Rating đã hạ bậc tín dụng dài hạn của Israel từ A+ xuống A hôm 1 tháng 10, viện dẫn những rủi ro đối với nền kinh tế và tài chính công của quốc gia này do xung đột leo thang với Hezbollah ở Lebanon. S&P Global Rating, một trong những cơ quan xếp hạng tín dụng hàng đầu tại Mỹ, nhấn mạnh những lo ngại về các mối đe dọa an ninh tiềm tàng, bao gồm các cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa nhằm vào Israel, có thể làm trầm trọng thêm tác động kinh tế. S&P Global Rating cho rằng hoạt động quân sự ở Gaza và sự leo thang, giao tranh dọc biên giới phía Bắc của Israel có thể kéo dài đến năm 2025, đi kèm với những rủi ro là trả đũa chống lại Israel.
Iran lần đầu dùng tên lửa siêu thanh phát tan, Thủ tướng Israel tuyên bố rắn. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cam kết Iran sẽ phải trả giá cho cuộc tấn công bằng tên lửa vào Israel hôm 1 tháng 10. Trong khi Tehran cho rằng bất kỳ sự trả đũa nào cũng sẽ phải chịu sự tàn phá to lớn, tuyên bố của hai bên làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột lớn hơn. Theo hãng tin Reuters, ông Netanyahu nói trong một cuộc họp chính trị an ninh, Iran đã phạm một sai lầm lớn vào đêm nay và họ sẽ phải trả giá. Trong khi Mỹ bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với đồng minh lâu năm Israel, lực lượng vũ trang Iran cho biết sự can thiệp trực tiếp của những bên ủng hộ Israel chống lại Tehran sẽ kích động một cuộc tấn công mạnh mẽ từ Iran vào căn cứ và lợi ích của họ trong khu vực. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết cuộc tấn công này là để trả đũa cho việc Israel giết hại thủ lĩnh Hezbollah và hành động xâm nhập Lebanon cũng như cuộc tấn công ở Gaza. Nỗi lo ngại rằng Iran và Mỹ sẽ bị lôi kéo vào một cuộc chiến trong khu vực đã gia tăng khi Israel tăng cường tấn công Lebanon trong 2 tuần qua, bao gồm cả việc bắt đầu một chiến dịch trên bộ hôm 30 tháng 9 và cuộc xung đột kéo dài 1 năm ở Gaza. Trong cuộc tấn công 1 tháng 10, Iran đã bắn hơn 180 tên lửa đạn đạo vào Israel. Báo động vang lên khắp Israel, có thể nghe thấy tiếng nổ ở Jerusalem và thung lũng sông Jordan. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho hay, Iran đã sử dụng tên lửa siêu thanh phát tan lần đầu tiên và 90% tên lửa của họ đã bắn trúng mục tiêu ở Israel. Tuy nhiên, chuẩn đô đốc Israel Daniel Hagari cho biết trong một video trên mạng xã hội X rằng hệ thống phòng không của Israel đã được kích hoạt và hầu hết các tên lửa Iran đã bị Israel và Liên minh phòng thủ do Mỹ dẫn đầu đánh chặn. Ông nói thêm, cuộc tấn công của Iran là một hành động leo thang nghiêm trọng và nguy hiểm. Theo chuẩn đô đốc Israel Daniel Hagari, miền trung Israel đã hứng chịu một số lượng nhỏ các cuộc tấn công và có những cuộc không kích khác diễn ra ở miền nam Israel. Israel tiết lộ mục tiêu đặc biệt, Mỹ ra tay bảo vệ Israel. Truyền hình nhà nước Iran tiết lộ một số tên lửa đạn đạo của nước này đã nhắm vào các xe tăng Israel nằm ở khu vực được gọi là hành lang Nezarim trong cuộc tấn công tối 1 tháng 10 giờ địa phương. Theo đài Al Jazeera, hành lang Nezarim được thiết lập để phân chia miền Bắc với miền Nam Gaza trong những ngày đầu Israel tấn công vào vùng lãnh thổ này hồi tháng 10 năm ngoái để đáp trả Hamas. Lực lượng vệ binh cách mạng Iran IRGC được cho là đã tuyên bố tấn công thành công hành lang Nezarim. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác minh độc lập. Trong khi đó, trong thông báo phát đi ngay sau khi Iran phóng tên lửa vào Israel, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh bảo vệ Israel và bắn hạ các tên lửa Iran. Ông Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã theo dõi tình hình từ phòng tình huống. Mỹ đã đóng vai trò quan trọng trong việc cùng đồng minh bắn hạ các tên lửa Iran trong cuộc tấn công trước đó của Tehran vào Israel vào ngày 13 tháng 4 năm nay. Khi đó, Iran phóng máy bay không người lái và tên lửa hành trình vào Israel, và Israel tuyên bố với sự giúp đỡ của các đồng minh phương Tây chính như Mỹ, Anh và Jordan, họ đã đánh chặn khoảng 99%. Một số tên lửa đạn đạo đã đến được Israel làm hư hại căn cứ không quân Nevatim, quan trọng ở miền nam Israel, nhưng căn cứ này vẫn hoạt động. Trong vụ tấn công mới nhất của Iran, theo Guardian, hệ thống phòng thủ của Israel dường như đã ngăn chặn khoảng 200 tên lửa được phóng từ Iran, dù Tehran tuyên bố hầu hết các tên lửa đã trúng mục tiêu. Cũng theo Guardian, có 2 đợt phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel tối 1 tháng 10 được phóng từ Iran và bay qua không phận Jordan và Syria trước khi xuất hiện trên bầu trời Jerusalem, Tel Aviv và các thành phố khác ở miền Bắc Israel. Người phát ngôn quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, cho biết hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ nhiều tên lửa Iran và chỉ ghi nhận vài vụ bắn trúng ở các khu vực miền Trung và phía Nam đất nước. Theo cơ quan khẩn cấp của Israel, có 2 người bị thương do mảnh vỡ rơi xuống ở khu vực Tel Aviv. Ngoài ra, cũng có một vài trường hợp thương tích nhẹ ở những nơi khác. Ông Hagari khẳng định Israel sẽ đáp trả. Iran cho biết cuộc tấn công của họ là để đáp trả các cuộc hạ sát của Israel nhằm vào các thủ lĩnh của Hezbollah và Hamas gần đây. Ông Ayatollah Ali Khamenei, lãnh đạo tối cao của Iran, đã ra lệnh phóng tên lửa vào Israel, một quan chức cấp cao Iran tiết lộ với Reuters. Trong khi đó, phái bộ Iran tại Liên Hiệp Quốc gọi đây là phản ứng chính đáng đối với các hành động của Israel. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trong ngày qua của Báo Người Lao Động.
Đừng quên theo dõi kênh YouTube Báo Người Lao Động. Chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị!